Hello mọi người, bữa nay Tiên sẽ ăn cơm cùng với cà pháo mắm tôm. Mời cả nhà ăn ngon cùng Tiên nhé. Ở đây Tiên cho có làm một cái chén mắm tôm này cả nhà ơi. Này. Rồi, ở đây cũng có thịt luộc nha. Rồi, mời cả nhà. Thèm cái cà pháo mắm tôm lên bữa giờ cả nhà. Đã. Thì mua được cà xanh, cà tím và cà trắng luôn, ba màu. Pháo giòn ngọt ghê, mắm tôm thì quá ngon. Tự chấm luôn. Đã kìa cả nhà. Bữa nay nó bụng đã thấy run run. Cay mà nó đã cả nhà. Màu trắng. Quá đã. Giòn tan luôn cả nhà. Món này ăn bắt cơm kìa. Bắt nhất là cái chén mắm tôm này nè. Nồng nàn. Chén mắm tôm này cô hàng xóm cho. Quá ngon. Cô nói là ở ngoài miền Bắc gửi vô. Thơm ghê cả nhà. Đúng cay đúng đã luôn. Ăn mấy cái món này mà không cay là không có đã. Phải vừa cay vừa hít hà rồi đó. Hết cơm à, ngon quá cả nhà. Mỗi ngày là Tiên ăn có nửa chén cơm thôi, còn lại là chủ yếu Tiên sẽ ăn rau và ăn đồ ăn đó. Hết cơm rồi, bye bye mọi người nha.